Một câu chuyện quá bất ngờ ngày hôm nay, thì ngày hôm nay Vinh có mặt tại nhà của anh Bình, là có biệt danh là Bình Đông Con. Thì năm nay anh Bình mới được có 45 tuổi thôi, nhưng mà được tới 11 người con. Thấy gia đình anh cũng khổ, tại vì Vinh hỏi tại sao gia đình mình như vậy á, mà lại mình sinh nhiều như vậy á. Thì anh có chia sẻ uống có trái dừa thôi, mà đẻ quá trời đẻ luôn. Cái trái dừa nó mát quá hay sao đó, làm liền chục đứa, 11 đứa chứ lộp. Mà cái câu chuyện uống trái dừa mát quá có được chục đứa, nghe nó lạ lạ nó sao đâu á. Và anh Bình Đông Con này anh cái cách nói chuyện của anh rất là hài hước nha cả nhà. Và cái câu chuyện mà uống trái dừa mà kiếm được chục đứa, trời ơi, lại nói lộn nữa rồi, 11 đứa nha bà con. Và câu chuyện này như thế nào thì Vinh mời cả nhà mình cùng bấm vào xem video để xem là anh Bình nói những cái gì nha. Có mặt tại Đồng Tháp thì ghé lại một cái hoàn cảnh mà thật sự là nói ra giống như là rất là đông con luôn quý cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là chỉ có mình anh ở nhà thôi, thì vợ anh thì đi bán dừa rồi. Dạ. Thì mình vô mình trò chuyện cùng anh ha. Dạ em chào anh nha. Dạ. Thì em nghe bà con giới thiệu về cái câu chuyện và cái hoàn cảnh của anh đó. Dạ. Em nghe nói là giống như sinh mà giống như cái đội bóng luôn ha. Dạ. Ngàn gần như vậy. Đâu mà giờ mà anh chia sẻ ra gia đình mình hiện tại bây giờ anh có bao nhiêu người con? Hiện tại giờ mình được 6 trai 4 gái. Là 10 ha. Ủa. Rồi hiện tại giờ là mấy đứa đi đâu hết rồi anh? Đi học được 2-3 đứa, còn đi chơi hết nè. Dạ. 2-3 đứa làm mướn. Dạ. Vậy là giờ vợ anh có nhà không? Vợ đi hái dừa. Hái dừa. Ồ. Cũng im hay sao? Đi hái dừa khoảng chừng nào gì anh? Chứ cũng 5-6 giờ anh. Mà quên nữa, nãy giờ cho em hỏi anh tên gì? Tên Bình. Hôm nay anh nhiêu tuổi xuyên xanh này? Được 45 à. 45 hả? 45 mà 10 đứa hả? Dạ. Ôi trời. Trời ơi. 45 tuổi mà 10 đứa, vợ mình 45 luôn hả gì anh? Dạ cũng trùng tuổi. Trùng tuổi luôn. Cũng 45. Trùng tuổi. Rồi hàng ngày là mình làm cái công việc gì? Nãy em nghe nói là hái dừa hả? Dạ, hàng ngày thì đi hái dừa thu hoạch bằng dừa. Hái dừa. Rồi sao mà tự nhiên mà đẻ dữ vậy anh? Chắc hái trúng đâu chứ dừa giống nào đâu, không biết vớt trúng ba chứ gì quá đẻ không biết. Mà không biết phải mình không nữa là dừa không biết nữa. Mà hàng xóm ở đây có nói mình sao mà đẻ dữ không? Thì cũng hỏi đó thì cũng nói thinh vậy đó. Rồi ta có nói gì không? Thì cũng bình thường. Người ta chỉ cười thôi. Có nhiều người, nhiều gia đình người ta muốn mà không có, mà ở đây mình tới mười mấy, mười người luôn. Mười đứa luôn. Nhầm người ta mỗi đêm mà đều nguyện cầu để có con đứa thôi. Không có nữa. Không biết sao chui ngay nhà mình không biết nữa nè. Khổ. Chui ngay nhà khổ chui lên. Nó biết lựa quá. Lựa hết biết. Lựa ăn cơm trắng không à. Như muối không à. Rồi hàng ngày mình đi hái dừa với bán dừa vậy là đủ để sinh sống không anh? Đủ trong ngày được. Dạ. Ngày cũng kiếm được trăm mấy, hai trăm mấy. Ủa yếm đó. Không mà nếu mà trăm mấy 200 nha. Mà đông cái kiểu này thì cũng sống được, cũng gọi là tạm được thôi đó. Dạ. Rồi bữa nay sao mà mấy em đi tới bữa nay là bữa thứ 6 mà chắc nó đi học hay gì anh? Cái này còn đi học. Dạ. Đi học được mấy đứa anh? Được 2-3 đứa à, còn như đi chơi đó. Với em mấy đứa nhỏ theo trên trường chơi vậy. Trời ơi. Trời, mình đi gì mình không có kiểm soát được đứa nào luôn hả? Muốn đứa nào đi đâu đi hả? Đi đi nó về à? Tại đây nó quen hết à. Rồi cái lúc mà anh mới cưới vợ là năm bao nhiêu tuổi? Năm 21 tuổi. 21 tuổi, tức là năm nay 45. Cũng bộ ha. Năm có khi 3 năm 2 đứa. Dạ. 3 năm 2 đứa rồi. Dạ. Ủa sao vậy là liên tục luôn hả anh Bình? Liên tục, lớp tao này là liên tục á, nằm mỗi năm mỗi đứa. Sao ông thầy này sao mà không để cho mà bà chị tôi nghỉ ngơi chút nào chứ gì? Ông có bí quyết nào không ông chỉ cho? Mà bà lúc đó bà chịu, bà kêu ngưng đẻ là bà không chịu đó. Sao kỳ vậy? Bà phá đẻ mà. Trời ơi. Bà kêu bà đẻ chứ tôi đâu có đẻ đâu, bà kêu ngưng được. Thôi cũng chiều quá, cho bà đẻ đã nghỉ. Rồi bây giờ là ngưng chưa? Bây giờ là hết nổi rồi, ngưng rồi đó. Là nghe anh nói là chèo dừa uống trúng trái dừa, trái dừa cái ha? Chắc uống trúng dừa giống hay sao?
Tại vì em thích thì anh chiều đúng không? Trời ơi. Rồi như cái lúc đầu thí dụ á, mình xanh nhiều như vậy mình có ngán gì không? Lúc đầu nói chung thì cũng ngán lắm mà từ từ nó cũng quen. Quen ha. Em có nghe là thông tin á là mình còn hơn cái số lượng 10 nữa. Đúng rồi. Là giờ còn một đứa nữa bao nhiêu là ở đâu anh? Đứa nữa là còn ở bên bên vợ bên cũng lập gia đình hết à. Đứa đó là đứa con riêng của vợ. Nói chung là 12 đứa đó, là mình mắc đứa là còn 11 đứa con riêng của vợ luôn đó. Tổng cộng là mình tính hết luôn là 12 ha. Dạ. Còn chung thì 11 ha. Đúng rồi. Nhưng mà có một em ra đi ha. Có một em ra đi. Tổng cộng là chắc 12. Nói chung gia đình này nói chung là về Đồng Tháp giờ là chắc bà biết gia đình này nổi tiếng luôn á. Đây luôn. Chắc vậy. Dạ. Hồi đó giờ là thường á em chia sẻ là 4 hoặc là 5 là hết lớp à. Có 6 nữa là hết. Mà riêng anh này là sao mà đều đều á, 10 luôn. anh phải xài đồ chục. Rồi tối rồi ăn uống ngủ nghỉ thì sao anh? Thì 3-4 đứa vô mùng. Dạ hả? Dạ hai vợ chồng anh mùng hơn riêng hả? Hai vợ chồng thì cũng cũng riêng nhưng mà vợ thì nằm chung với đứa nhỏ trong này, mình nằm chung mấy đứa về dừa trước. Chia ra dữ hả? Chia ra chứ ngủ cho quá. Tưởng đâu hai nguyên cái sào đồ là em nhìn thấy là nguyên cái phơi chồng đó. Mà nếu tính ra mà hai chồng anh mà ngủ chia ra như vậy để giữ mấy em á thì thấy cũng là ngưng là điều tất yếu rồi đó. Là hai người mà riêng một mùng là e là đẻ nữa. Bây giờ anh nghe nói ngưng người mà nghe anh nói là trái dừa này lơ mơ uống thêm trái nữa là chẳng nữa đó. Chắc cũng có lý do đó. Mà hồi nãy anh có chia sẻ là đi hái trái dừa. Mà dừa uống, đó không? Uống. Vậy? Loại dừa thứ đó đó. Trái dừa đó hả? Dạ. Uống trái dừa này mà gan chục nè. Phải đi hái dừa với gan chục đó. Trời ơi, trái dừa nè. Ủa là anh giống như là hàng ngày là bà chị bà đi hái dừa luôn. Có đã kêu đi mà cái máy. Dạ. Rồi thí dụ đi, rồi bây giờ bà chị vẫn là tiếp tục cái công việc là đi hái dừa tiếp hả anh? Dạ, giờ hiện tại giờ ở đây thì có ngày này. Rồi thí dụ mà lỡ bà đi hái dừa vậy, bà uống chúng cái trái dừa này nó mát quá, cái đầu đẻ tiếp rồi sao anh? Cũng chấp nhận luôn chứ sao giờ. Không biết giờ này bà đi về chưa anh? Chưa đâu, hái xong rồi đi giao người ta nữa. Ủa cái này là chị là đi theo người ta hái mướn cho người ta hay là mình tự đi mua? Mình tự đi mua, người ta đặt mình như chỗ này 20-10 trái gì đó. Rồi mình đi hái mình giao người ta. Trời ơi. Rồi anh có thường hay đi theo vợ anh không? Cũng nhiều thì đi theo, còn ít thì ở nhà giữ trong đứa nhỏ này. Cái này năm công gia chánh ha. Ở nhà này kia cơm nước được kia ha. Ta thấy con đồng ta cho mượn cầu thang đồ hái đường ta tiếp rồi xuống chứ à. Thế tính ra chị cũng chịu làm quá ha. Chịu làm lắm. Ai muốn là gạt cái gì cũng làm hết. Mới sống được chứ. Mà cái kinh nghiệm nào mà nghe anh nói vui vui nãy là chèo dừa. Mà không biết chèo cái cây dừa đó là của ông nào, không biết nữa. Mà anh Bình. Cái ông này chắc câu của ông thằng Tiên hay sao rồi đó. Ông cho lẻ nhiều quá rồi. Mà cái hồi đó lúc mà hai người mới quen nhau á, anh có những cái lời gì mà ước định với chị không? Lại nữa là tôi cưới em mà em về xin cho tôi một chục này kia không? Biết đâu lần mình đã từng nói cái câu đó mà vậy chị giữ cái lời hứa á, mà chị không có chịu ngưng á. Sợ có gì sợ nó quên hay sao á? Ý là anh có nói không á? Em nhìn nguyên cái đống chén là nó đồng lum hết á. Biết liền. Tại giờ này nó đi học chưa về thôi nha quý vị. Đó là đông đi luôn. Chơi để nào bữa nào cái mà tập hợp đủ hai anh em cố gắng nó quay cho cả nhà mình coi clip tổng cộng nó nhiêu. Dạ nhồi dữ ha, nhồi giật chị dữ lắm nhồi. Trời ơi lúc đó là phiền lắm luôn đó. Dạ mấy cái máy này lại là chụp luôn gần đó. Dạ trời quậy dữ lắm. anh có vài bữa chắc em mua cho anh cái tu hít á. Như vậy hỏi tập trung. Rồi thí dụ đi hai người á, chị thì đi bẻ dừa, còn anh á thì ở nhà nấu cơm nấu nước hay gì hay đúng là... rồi nấu cơm nấu nước rồi nè, lau chùi lặt giặt trong gia đình vậy đó mà. Trời ông giỏi vậy trời, ông giỏi như phụ nữ vậy trời. Giặt đồ rạc rồi hoặc là chén bát rồi đó.
Rồi ở đây giống như hồi nãy em nhìn thấy cái nhà là giống như cái nhà tình thương á, là mình cũng là hộ khó khăn gì không khó khăn hết. Dạ. Giống như nhà mình là khó khăn hết. Còn cái nhà này hồi đó anh nhận là bao lâu? Bao lâu rồi? À, chục năm rồi. Dạ. Chục năm ha. Lúc đó là được bao nhiêu đứa anh? Lúc đó là được năm đứa. Ôi ôi. Năm đứa anh ta nhân được rồi. Một chục năm trước mà đã năm đứa. Một chục tính năm ngưng sau. Rồi đó sao vợ đi thấy vừa sao mà thành thêm năm đứa nữa. Thì đó. Không ơi mà ông nói đổi thừa bà chị không đâu được. Cũng nói chung là cũng có tôi phần nó nữa. Ừ, có ông nữa chứ. Ông nói ai đúng không? Mà tôi không chốt cho ông thứ gì mà chịu nổi. Giờ tí canh ba ha. Tí canh ba. Rồi ăn uống rồi dạo mỗi ngày là mình nấu khoảng bao nhiêu ký anh? Trung bình chắc ngày chắc khoảng 3 ký. 3 ký. 3 ký như 3 lít. 3 ký gạo á hả? Ừ. Tính nó 3 lít để giải tính. Đúng rồi. Hơn 3 lít chút. Rồi chắc 50 ký gạo này chắc không đủ ăn tháng. Chục ngày 30 lít. À, không tới đâu. 50 ký thì không tới tháng. Ngày 30 vậy chục ngày 30 ký. À, một tháng vậy là 90 ký. Tháng 2 bao. Tháng nói chung là bổ đồng 2 bao. Quên anh tên gì ta quên nữa rồi. Tên Bình. Này, thôi kêu anh Bình đi. Bình này là nổi tiếng ở Tân Hồng Đồng Tháp luôn nè. Rồi. Rồi quê vợ anh là ở đâu? Quê vợ ở Ô Môn. Ô Môn hả? Cần Thơ hả? Trời yeah. Hồi đó đi đâu mà hai người gặp nhau mà người ở xứ này người xứ Mô gặp nhau hay cũng vậy? Cũng đi làm thuê làm mướn đồ tùm lum. À. Đó anh gặp ở đâu? Anh đó thì gặp ở thành phố. Thành phố hai. Hai người đi phụ hồ chung. Trời à thì ra là đồng, đồng nghiệp ha. À sáng anh phụ hồ chiều anh phụ em. Đúng không? Chắc là vậy. Hồi đó gặp nói sao trong bức thư hả? Ông chia sẻ những cái bí quyết hồi đó ông gặp là từ cái lúc mà anh Bình cua gà gẫm gà kèo này kia sao đó ông kể nghe thử coi. Rồi, biết sao giờ kể. Hồi trước mình thì thanh niên thì cũng có cái miệng nó chết đó. Đó đẹp trai không anh? Trời ơi xấu hơn giờ. Lãng tử. Dạ lãng tử thôi. Với thằng lúc đó mình ở thành phố mình biết đường nhiều có chiếc xe đạp à. À. Thì quen chỉ chở chứ đi Nguyễn Huệ chứ đi đàn nào chơi đó từ quen. Chú im không chơi. Đường Nguyễn Huệ này phố đi Nguyễn Huệ đi cái gì sông Bạch Đằng này kia ngắm cảnh không thứ gì mà chịu nổi nó mát quá ông ơi. Chị có gì chiếc xe đạp mà anh sẽ cua em được. Có chiếc xe đạp. Chở em tình tan trên chiếc xe đạp. Thì lúc đó làm ngày có hai mấy ngàn, 25 ngàn. Là cái lúc đó là như là hai mấy năm trước đúng không? Dạ. Ủa hai mấy năm trước anh có xe đạp anh ngon nha. Xe đạp cũng xì thì thành phố đó xe đạp cũng nhiều. Trời ơi đi mà chứ ổng tính ra hồi đó ổng ga lăng lắm chứ bộ chở đi ngắm cảnh ở sông Bạch Đằng đi ăn không biết gõ đâu này kia. Rồi cái khi mà bà chị với anh gì nè mà đi làm gì chắc cũng đủ sinh sống qua ngày thôi. Dạ đủ sinh sống qua ngày đâu dư đâu. Dạ. Mình không có mình thì là không mắc nợ, không nợ nặng ai chứ, làm nhiều sống nhiều. Dạ. Ừ. Vậy cũng im. Ừ. Bây giờ mình đổi nghề mình làm đại lý dừa luôn đi anh, mình khỏi đi hái dừa nữa anh. Trời ơi. Làm gì lo nổi cái vốn. Ồ. Dạ. Ước mơ nho nhỏ là mở một cái đại lý dừa ha. Dạ. Sao mình đi kiếm mình giao mối khách hàng rồi sống cũng được. Mình có buôn bán những cái gì thêm nữa không? Cũng có, hồi đó vợ mình nó đi bán là giặt làm lum cá mắm rau rác rồi lum. Trời ơi, tính ra giỏi dữ trời. Bán đủ thứ hết trơn hả? Đủ thứ hết mới sống nổi chứ. Nếu mà bây giờ mày có chiếc xe mà ủa bà chị đó là bà đẩy xe đẩy hay là để đi xe? À, trước đi xe Honda có xe đẩy hay sao có kéo. Rồi bây giờ thì hái dừa thì cũng kéo vậy đó. À cũng đi ra vậy ha. À. Rồi em nghe nói á là anh cũng cái anh có một người con gái lớn đúng không? Mà đã lấy chồng hả anh? Lấy chồng rồi. Trời ơi. Mang được hai cháu rồi. Cái gì? Được hai cháu mà. Anh mới 45 tuổi một chục đứa con mà có thêm hai đứa cháu ngoại. Dạ. Trời ơi. Rồi lâu lâu nó có những cái gì đó mà nó đung vô mà để anh giữ luôn không? Có. Vì đây đung được giữ được cả tháng này nè. Ờ giữ tháng 10 rồi lên được hai đứa là 12 đứa hả? Ê cha. Trời mới 45 tuổi lên chức ông ngoại. Wow. Phải.
Rồi có khi nào mà đi hái dừa mà mình kéo nguyên lớp cái đội hình theo mà đẩy xe dừa luôn không? Có được, có nửa lóc. Nửa lóc ha. Ồ, bây giờ anh xài lóc luôn nha. Một lóc là một chục. có khi nào mà gia đình người ta mà không có như mà không có cái sinh được á. Người ta lại người ta xin vía không à? Có sinh. Có sinh hả? Có sinh. Còn thí dụ người ta có được không? Sinh nhiều lắm mà mình đâu có cho đâu. Ừ, sinh vía hả? Sinh vía nghe. Sinh vía về người ta sinh con á. Sinh con mình đi ta nuôi á. À vậy luôn á hả? À, có luôn hả? À, mình đâu có cho đâu. Ừ, không thì đương nhiên tấm lòng với cha mẹ mà. Người ta nói về để sinh ta nuôi tiếp cho mình đâu có cho. Ý là có những cái người khác nữa, người ta lại tự xin cái vía của mình, tự xin gọi là mình hên á. Thì người ta có lại xin không? Có luôn hả? Có. Còn người ta về có không? Cũng có người là người ta đi, người ta sợ mình này nọ, ta không dám, người ta đi ngang à. Mà về người ta cũng vẫn đẻ. Anh tính ra dần hơi ông này mà. Lấy cái hơi. Cái dần hơi anh Bình nó mạnh nha. Người ta có vô người ta hỏi anh Bình có bí quyết nào không? Anh Bình chỉ cho em cái ví dụ Bình. Cái lúc trước á là đa số là những người nữ ta đến đây người ta xin vía đúng không? Đúng rồi. Có nam xin vía không? Chắc này nam là chắc xin chân cuối. Nam xin chân cuối không à? Là sao? Nam thì người ta hỏi mình này kia nọ, ông có bí quyết gì ông chỉ tôi cái cho đẻ, giờ tôi đẻ không? Năm mấy năm nay nó không đẻ. Cái gì vậy, đá đầu giường nó đi nó đẻ à? hay được cái này được nè. Vậy là mình thì chiêu đó ha, mình khiêu đầu giường đó. Rồi sau khi xổ cái chiêu cuối người ta có cho gì không? Cho được chầu nhậu. Trời ơi, quá im. Thì làng xóm mình đây mâm đủ chén chè là được rồi. Sương sương ha, tình nghĩa anh em ha. Đúng rồi. À, ta nghĩ anh em ta mới cho chăn cuối đúng không? Không mà anh hay thiệt nha. Giống như là chỉ nhảy hay sao anh ơi. Có khi mình lợi mình đi nhậu với anh em đó mà người ta không đẻ, mà khi mấy chỉ hỏi mình cũng mất cỡ luôn. có bài hát nào hay là anh bây giờ ví dụ như mua dừa của tôi là về đẻ liền. Là mơ mốt là mở đẻ lý dừa được luôn á.